Mặc dù bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở Việt Nam hôm ngày 1 tháng 1 đã được xuất viện, sau 2 tuần người này được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Nhưng nhiều người dân sau khi nghe thông tin đã xuất hiện một số ca dương tính với biến chủng Omicron trên các chuyến bay nhập cảnh Việt Nam đã tỏ ra rất lo lắng. Sợ luôn, là tại vì á, thứ nhất là sợ là mình chưa chích mũi nào mình đã sợ rồi, đó. Rồi nghe cái biến chủng mới, cái biến chủng kia mình đã mệt mỏi 4 tháng trời rồi, bây giờ cái biến chủng mới mình quá sợ chứ. Nhưng mà bây giờ cũng chưa biết sao, giờ người ta cũng sợ này sợ kia, với lại con ta không có đi học đó, người ta ở trong nhà không à. Cho nên là buôn bán thì mình cứ đi vậy thôi, chứ còn đâu phải là ngày nào cũng bán được đâu. Rồi ngồi cũng sợ chứ, tại vì mình đã trải qua rồi. Thấy ở nước ngoài cái biến thể mới Omicron nó là mình thấy là nó khá nguy hiểm hơn, nguy hiểm nhiều hơn cái Delta vừa rồi. Bây giờ một ca đầu tiên mà lỡ mà người đó mà ta đi tùm lum mà nó lan ra tùm lum là nhà nước buộc phải gom phạm vi lại giãn cách nữa để cầu á. Lỡ mà có gì cái mấy ông giãn cách nó lại là mình lỡ thất nghiệp nữa, không có tiền đồng ra đồng vô, mình lao động mà mình làm ngày nào mình ăn ngày đó, mà nghỉ chừng tuần lễ thôi là hết tiền ăn rồi. Như đợt vừa rồi cũng khổ lắm, ở mấy tháng trời ở trong nhà có làm ra đồng nào đâu. Rồi đợi nhà nước thì lâu lâu ủy ban cấp cho được 5-3 ký gạo, công an phường cho được rau với củ rồi đấy. Gạo giống như gạo của quân đội, gạo trong kho xách ra thì như là ăn để mình chống đói thôi, chứ đâu phải là như mình làm đồng tiền cho mình mua gạo cho nó vừa ý của mình. Dặn không cho là cho gạo bình thường thôi, khô khô nhan luôn hết, mà nhiều khi gạo có gạo mốc tại vì để trong kho mà hên xui mình. Cũng trong ngày 1 tháng 1 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy trình 5 bước giám sát cách ly y tế người nhập cảnh nhằm ngăn chặn chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng khi từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021, thành phố đã phát hiện 5 ca nhập cảnh có kết quả dương tính với biến chủng Omicron, đưa tổng số ca mắc thuộc biến chủng Omicron tại Việt Nam tính đến ngày 3 tháng 1 năm 2022 lên 26 trường hợp. Trong đó, Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 5 ca, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, mỗi nơi 2 ca, tất cả đều nhập cảnh. Theo các nhà khoa học, biến chủng Omicron có tới 32 đột biến ở protein gai, là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2 và được cho là có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta. Do đó, người dân Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đều cho biết điều kinh hoàng nhất mà họ đang nghĩ đến đó là Việt Nam có thể phải giãn cách xã hội lần nữa nếu không kiểm soát tốt, và đó là điều không ai mong muốn. Chung là bị thì ai cũng phải lo gầu chứ, lỡ có gì mà bị giãn cách lần cái nữa rồi là coi như công việc rồi mình đình chỉ là hết. Sau đó mình phải là đi kiếm công việc mới, bắt đầu là từ đầu, tại mình làm lao động phổ thông mà. Khi mà mình làm tư nhân thì đâu có quyền lợi gì đâu. Bị thì chủ cho mình nghỉ giỏi lắm cho thêm 500-700 ngàn nữa là xong, chứ cũng đâu có được cái chế độ gì đâu. Nếu ổng nhốt mình thì mình đói mình cũng chết, mà bây giờ thà là để gì đi, mình ra mình làm có tiền kệ nó, người lỡ có nhiễm thì chết thì chịu thôi, chứ bây giờ đường nào thì mình cũng sống chung với dịch rồi. Lo chứ anh, bạn bè đang khó khăn nữa nên sợ mấy vụ đó lắm. Em mới chạy ra chạy là chứ nhiều đâu, lúc dịch mới ra chạy được cái hồi từ mở đến giờ á, chạy cũng còn khó khăn lúc đầu nữa. Ới hơn hồi lúc trước chưa dịch thôi, ví dụ phải gắn chạy thôi anh. Em cũng không biết sao, tới đâu hay tới đó thôi anh rồi. Còn bị gòn hả? Cũng lo chứ, ai mà gặp dịch ai cũng sợ anh, khó khăn lắm anh. Thì cũng sợ chứ, thì trong đây nó động khá, chứ ta đổ làm ăn cho tới nghỉ tỷ đó, đẩy đến tháng nay rồi đâu có làm gì đâu, ra tiền đâu. Lo chứ, thì cũng sợ bệnh dịch đồ làm không có tiền đâu vậy, chứ như ví dụ mới vậy rồi dịch đây rồi, ráng nó làm bỉ lưỡng chút, chị không dám làm, nhưng mà giờ khổ quá. Tết Nguyên Đán đang gần kề. Nhiều người cho biết họ còn có thêm nỗi lo, đó là sẽ có thể không được về quê ăn Tết cùng gia đình. Cái tâm trạng hoang mang, ai cũng hồi hộp lo sợ nôn nao. Phần nôn nao cũng Tết từ Tết, nói chung là ai cũng muốn cũng nôn nao, nhưng mà bây giờ nó hoang mang đủ thứ hết á. Đó, thì cũng đang dự định đi về quê. Tại vì Tết năm nào cũng về quê chơi có, nhưng mà thấy kiểu này không biết sao đây, nên là cũng phức tạp. Rồi học sinh đó thì 3 tháng 1 này là tụ trường đó, chả biết sao đây, chứ cũng hồi hộp lắm. Sáng bây giờ tâm trạng là lo âu thôi chứ chả biết sao, hoang mang lo âu luôn. Lo chứ không lo,
Tết nhất tới rồi mà giờ bị vậy rồi lỡ mà nó ngừng rồi hết rồi làm sao đây, không có tiền bạc gì quê luôn á. Đúng rồi, đâu có thu nhập đâu, thất nghiệp mà đợi tiền hỗ trợ thì cũng như không, đợi giống như mong manh lắm. Là mọi giãn cách lại là mình không đi đâu được, nó rất là bực bội, bức xúc mà không có ra tiền, cứ nhốt một chỗ trong đó thì chết đói luôn. Quá sợ luôn á, gần Tết rồi còn có nhiêu ngày nữa đâu, còn có nhiêu ta 30 ngày nữa. Mà nhưng mà làm chắc được 30 ngày, hai mấy ngày cỡ khoảng 20 là vừa quơ hết rồi, 20 hai mấy là vừa quơ rồi á. 23 trở lại là vừa quơ, chắc gói kiếm hơn năm trước, mà chắc về nhà chắc cũng không đi đâu ra khỏi nhà nữa, chứ đừng có nói.